Hôm nay thì xin chia sẻ với bà con về cái con tròn baby nha. Đây, đây là con tròn hương baby đây. Nó đang ngủ. Nó rất là to con bà con ạ. Đây, đó. Bà con thấy rằng là con này thì nó mới được có một tháng, một tuần. Nhưng mà chúng ta thấy nó rất là to con đúng không ạ? Đấy. Thì đây là cái kết quả của cái con tròn hương đực chín khổng lồ đây. Đây là bản sao của nó. Đấy. Con của nó đây. Rất là nặng. Tôi thì nuôi tròn tôi không có cân. Đấy. Thì bà con thấy rằng là nó rất là lanh lẹ này. Đấy. Thấy đáng yêu không? Thì những cái lứa sau này thì nói chung là gần như là được phối bởi cái con tròn hương khổng lồ đó. Đấy, đang quay thì có điện thoại cho nên là tắt ngang, mong bà con thông cảm. Thì đối với lại những cái con tròn mà nó giống to đó, thì đây là cái giống to này. Thì chúng ta nuôi á, là cái thời gian nó lên giống rất là lâu. Tôi để ý là nó phải cỡ khoảng 2 năm, 2 năm thì nó mới lên giống. Cho nên là nhiều khi có những bà con nuôi bảo là tại sao mà 2 năm rồi nó không có lên giống. Thì cũng một phần đấy là do cái con giống nó to. Cái thứ hai nữa là bà con để ý lại xem là nhiều khi nó có những cái biểu hiện lên giống mà chúng ta không biết. Thì nó có rất nhiều các cái biểu hiện lên giống. Mà trong cái video đây thì tôi cũng đã chia sẻ lên cũng khá lâu rồi đó. Nó có rất nhiều cái biểu hiện lên giống. Thì bà con có thể xem lại cái video đó. Nói chung là con giống thì nó cũng thời điểm này thì nói chung là từ Tết đến giờ đấy thì cũng sinh sản cũng rất là nhiều, nhưng mà nói chung là bà con thấy cái nhu cầu quá lớn cho nên là ai cũng dặn. Và chúng ta thấy rằng hiện nay thì dù là cái sinh sản thì nó cũng nhiều, bà con nhiều trang trại thì cũng đã sinh sản khá nhiều đó, nhưng mà nói chung là đáp ứng được cái nhu cầu thì hiện tại thì chưa. Có những bà con khách lẻ đấy nói bây giờ anh bán cho tôi con tròn hương một tuần tuổi đi, tôi về tôi nuôi làm thú cưng. Nhưng mà thực sự là khi mà hỏi là trước giờ đấy thì anh đã nuôi con tròn hương này bao giờ chưa thì bảo là chưa, thì như vậy thì thực sự là tôi cũng không bán, mặc dù là người ta cũng trả cái con một tuần tuổi bằng cái con 2 tháng hoặc 3 tháng tuổi thôi. Nhưng mà thực ra là mình cũng không yên tâm, bởi vì nếu như mà bà con mà chưa nuôi bao giờ mà chúng ta nuôi con nhỏ quá đấy, thì thứ nhất là nó rất là cực. Chúng ta thấy rằng một ngày con tròn hương baby nó phải bú sữa mẹ nó rất là nhiều lần đó. Thế mà lựa chọn cái sữa nào để cho nó phù hợp cũng là một cái điều rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là chúng ta nuôi nó có đạt hay không đó. Tại vì con tròn hương thì chúng ta thấy rằng là nó rất là có giá. Thế mà ví dụ như là chúng ta nuôi không đạt thì như vậy thì thực sự là rất là uổng. Bản thân tôi thì không phải là cứ bán tròn để nó lấy tiền đâu, mà cũng làm sao để hướng dẫn cho bà con, chia sẻ bà con cái cách làm sao để chúng ta nuôi cho nó đạt. Thế cho nên là nhiều khi bà con có cái nhu cầu nhưng mà
mình thấy rằng là cái khả năng của bà con nuôi con nhỏ quá thì nó không đạt, thì tôi cũng thực sự là tôi cũng không có bán đâu. Mà làm sao mà chúng ta nuôi nó phải đạt cơ. Còn thì con tròn hương á, nói chung khi mà chúng ta thấy là có những con nó rất là hiền, có những con thì nó rất là dữ. Khi mà chúng ta nuôi nó lớn lên ấy, mặc dù chúng ta thuần thục từ nhỏ, thế nhưng mà khi mà lớn lên thì cái con nào nó dữ thì nó vẫn dữ, con nào hiền thì nó mới hiền. Con này mà nếu như mà huấn luyện trở thành thú cưng mà nó hiểu được là đâu là chủ á, thì là một cái con săn mồi rất là tốt nha bà con. Nếu như trong nhà chúng ta mà có gián này, chuột bọ là nó sẽ săn cho bằng được. Cho nên là nếu mà trong nhà mà có con này á, thì không có con chuột nào dám bén mảng tới, mà có thì nó cũng sẽ săn cho bằng được. Nên là thực ra là mỗi người mình có một cái đam mê. Bản thân tôi thì không phải là chăn nuôi là chính, nhưng cái niềm đam mê đâm ra nó cũng dẫn dắt mình. Đấy, những cái lúc mà chúng ta căng thẳng, áp lực chẳng hạn, mà vui đùa với những cái con thú cưng như thế này thì mình cảm thấy là đầu óc nó rất là thoải mái, đúng không? Chúng ta nuôi, chúng ta tìm hiểu về đặc tính của nó, thì như vậy thì chúng ta mới có cái sự thành công. Ở đây thì có nhiều bà con ấy, khi mà xem cái video trên kênh ấy, thì bà con cảm thấy rất là thích. Bà con đầu tư ngay, thế nhưng mà sau có vài tháng này là bà con chán, lại bán đi. Thì như vậy nuôi thế nó không có hiệu quả, nó không đem lại cái mục đích gì cả. Thế và chúng ta ví dụ chúng ta xác định là nuôi để mà phát triển kinh tế, thì chúng ta phải trước tiên là mình phải đam mê nó đã, rồi sau đó là phải hiểu nó, hiểu đặc tính nó, chứ không phải là cứ có tiền mà chúng ta bung ra chúng ta đầu tư rồi đến một thời điểm nào đó thì mình cảm thấy mình chán, như vậy thì không nên. Cái ổ này thì nó đẻ được 3 con. Đấy. Đối với con tròn baby ấy, thì lựa chọn cái loại sữa nào nó phù hợp là rất là quan trọng. Chứ không là nếu mà sữa không phù hợp ấy là nó cũng dễ bị tiêu chảy ấy. Bà con thấy là nó rất là khỏe mạnh, đúng không ạ? Nuôi dài, dài đòn. Nhiều bà con hỏi là con tròn lông xám này với con tròn lông vàng thì nó khác nhau như thế nào? Thì thực ra là cái màu lông á, thì có thể là chúng ta nuôi nó dư ánh sáng chẳng hạn, thì cái màu lông nó sẽ có cái màu nó hơi vàng vàng đấy, hoặc là cái thời điểm đó là nó đang thay lông thì cái màu lông nó sẽ khác. Còn cái con tròn hương mà nó khỏe mạnh ấy, thì bộ lông của nó thứ nhất là chúng ta quan sát nó rất là đen mượt đó. Và nó khỏe mạnh, lông đẹp như vậy á, là nó ăn uống nó đủ chất. Thế còn mà không đủ chất thì cái lông nó xù xì nữa, đặc biệt là canxi rất là quan trọng. Cho nên là bà con lưu ý, thì
Hôm nay đây là cái video xin chia sẻ với bà con về cái con trồn hương baby như vậy. Hẹn gặp bà con ở các cái video sau nhé.